chớp ngân thù. Hùng Tuấn Châu xin trân trọng kính chào quý thính giả của Tiếng Quê Hương. Tôi rất vui mừng hôm nay tôi được trở lại nói chuyện cùng quý vị. Và cũng cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian để theo dõi chương trình của chúng tôi. Cảm ơn luôn cả những người mà không ưa tôi. Tức không ưa tôi tức là quý vị không ưa nhà nước. Nhưng mà tôi cũng vẫn muốn nói, quý vị không ưa chúng tôi, quý vị có quyền tắt. Nhưng mà tôi biết là quý vị rất thích nghe. Ngày nào quý vị còn vẫn thích nghe thì ngày đó Hùng Tuấn Châu vẫn còn có tiếng nói. Tôi có tiếng nói không phải là ngày hôm nay, mà cách đây mười mấy năm rồi. Cách đây là, mà tôi đã gửi đến quý vị là khi đó là tôi không còn nhớ là năm nào. Hình như là năm 2005, ngày mà Thủ tướng Phan Văn Khải có qua Hoa Kỳ. Thì khi đó thì là ở ngoài quốc thì những cái đài phát thanh, ngoại quốc đài phát thanh mà chúng tôi gọi là nơi mà gió tanh mưa máu đó, kêu gọi đi biểu tình chống đối. Tôi nghe tôi thấy bực mình quá, tôi gọi ngay đài BBC, tôi nói rằng là cho tôi một cuộc phỏng vấn, bởi vì tôi là người Việt kiều hải ngoại, tôi chấp nhận sự hiện diện của Thủ tướng Phan Văn Khải qua Hoa Kỳ. Thế là họ nghe xong họ thích quá, mới hỏi bà làm ở đâu. Tôi bảo tôi làm chương trình lúc đó là Việt Nam Quê Hương. Họ nghe xong rồi họ thích quá, họ nói vâng thì y bà chờ chúng tôi 5-10 phút chúng tôi sẽ gọi lại bà để xin một cuộc phỏng vấn. Thế là cái cuộc phỏng vấn đó thì sau đó là 7:30 sáng ở nơi tôi ở, đài BBC họ phát ra liền. Ôi giời ơi, chẳng khác nào một quả bom B-52 nổ trên bầu trời, gió tanh mưa máu. Thế là hôm đó là mọi người đều biết rằng Hùng Tuấn Châu lên trên sóng BBC và ủng hộ sự hiện diện của Thủ tướng Phan Văn Khải. Rồi đến khi mà Chủ tịch Nhà nước Nguyễn Minh Triết sang Hoa Kỳ cũng vậy nữa, tôi cũng có hiện diện nhưng mà lúc đó không lên BBC. Nhưng mà tôi và ông xã tôi đã đến tận nơi mà Chủ tịch Nguyễn Minh Triết tham dự một cái ra mắt đồng hương đồng bào ở Dana Point, nơi đó là nơi mà cái gọi là resort rất là sang trọng. Chúng tôi phải đi bằng xe hơi, mà đi để chúng tôi đi đường trong, tôi với ông xã tôi đi khoảng hơn một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Lúc đó thì có khoảng cũng ở ngoài đường họ đang biểu tình chắc khoảng cỡ chừng, tôi đoán lúc đó cỡ chừng 100-200 người thôi, nhưng mà họ biểu tình xa lắm, còn chúng tôi phải đi đầu xe đi vào, xong đi bộ xuống rồi đi bộ lên, đi thật là xa mới được vô cái sảnh đường nơi đó để chờ đợi sự hiện diện của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết. Sau đó thì có vợ chồng ông Nguyễn Cao Kỳ cũng tới. Và bây giờ chúng tôi lại đang sửa soạn để nghĩa là chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 29 tây này sẽ được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mời sang Hoa Kỳ. Chúng tôi rất vui mừng khi được nghe tin này. Và nếu mà thật sự chúng tôi có thời gian, chúng tôi cũng bay qua thủ đô Washington DC để cùng với đại sứ Việt Nam tiếp đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng mà vì thời gian cũng có hạn, với lại khi mà qua Washington DC thì tốn kém rất là nhiều, bà con họ hàng bên đó mình không quen ai, mình phải ở khách sạn thì tốn tiền nhiều, cho nên tôi cũng không nghĩ đến cái chuyện mà tôi sẽ đi qua bên đó. Tuy nhiên chúng tôi xin gửi lời qua cái làn sóng phát thanh của Tiếng Quê Hương trên đài, trên kênh Vision. Chúng tôi xin chào mừng trước hết là Nhà nước Việt Nam và riêng cá nhân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phái đoàn. Chúng tôi rất vinh dự, rất hãnh diện, rất hãnh diện là được Tổng thống Donald Trump tiếp đón quý vị. Tôi muốn gửi đến những người Việt Nam chống Cộng sản, những ông bà chủ tịch của cộng đồng này, tổ chức kia, giờ này quý vị đang sửa soạn để biểu tình chống. Nhưng mà thưa quý vị, 42 năm rồi, tôi có thấy người Mỹ nào đã đi biểu tình chống một thủ tướng Việt Nam đâu.
Ngay khi Thủ tướng Nguyễn Minh Chiết sang, Chủ tịch Nguyễn Minh Chiết sang Hoa Kỳ cũng vậy. Thế toàn là những người Việt Nam đi đả đảo không à, không thấy một người Mỹ nào. Quý vị nên nhớ rằng 51.000 người lính Mỹ chết trong chiến trận Việt Nam, và cái tên tuổi của họ đã được in trên một cái bảng bia đá về cái đài tưởng niệm trên bức tường đen. Và hàng ngày có những người cựu chiến binh Hoa Kỳ họ tới đó, họ mân mê cái tên tuổi của bạn bè họ và để học đọc kinh cầu nguyện cho họ. Tại sao họ có những cử chỉ như là nghĩa tử và nghĩa tận, trong khi quý vị chống cộng ở hải ngoại, quý vị tầm thường, quý vị thua xa những người lính Mỹ. Họ gia đình, họ có chồng, họ có con đã nằm xuống, và tên tuổi của họ được in trên bức tường đá đen ở Washington DC. Họ cho như là cái chuyện đã đi qua đi, họ cho rằng cha họ, con họ, chồng họ, anh em họ đã phải làm bổn phận theo lời kêu gọi của nhà nước Mỹ họ đi. Và lúc đó thì chồng cha anh họ coi cái chết tựa như lông hồng, họ chấp nhận cái chết, và chấp nhận cực chết thì bây giờ họ không còn thù hận gì những người Việt Nam nữa, ngay cả Chủ tịch Nguyễn Minh Chiết hay là Thủ tướng Phan Văn Khải và bây giờ là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tôi tin tưởng rằng không có một người Mỹ nào đi theo cái phái đoàn của Việt Nam mà đả đảo mà. Vì vậy, tôi thấy cái sự tranh đấu của quý vị càng ngày càng thụt lùi. Tôi mong rằng mình suy nghĩ lại đi. Mình đã sang được đến bên Mỹ rồi, thì thay vì mình hướng về quê hương, mình làm những điều lành, mình làm những điều thiện, mình xây dựng trong cái tinh thần xây dựng tốt với nhà nước Việt Nam, mình đòi hỏi điều kiện này, mình xin xỏ cái việc kia, biết đâu có thể mà nhà nước Việt Nam họ nghe được, họ cũng chấp nhận bằng lòng hòa hợp với chúng ta. Tôi xin nhắc lại chữ hòa hợp, bởi vì hai bên cân bằng lực lượng thì mới gọi là hòa giải. Đằng này không có hòa giải nữa. 30 tháng 4 1975 đã xác định rõ là Bắc Việt, chế độ Bắc Việt, chế độ Hà Nội đã chiến thắng Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy, cho tới ngày hôm nay, 42 năm qua rồi, những người lãnh đạo của Việt Nam Cộng Hòa như là ông Ngô Đình Diệm, ông Nguyễn Văn Thiệu và những ông tướng lãnh nào đó đã nằm xuống rồi, thì tốt hơn hết mà nếu mình vẫn còn nghĩ mình là người Việt Nam thì xin hãy trở về với đất nước Việt Nam, và để cùng với nhân dân Việt Nam, cùng với chúng tôi, mình hòa hợp với dân tộc mình xây dựng đất nước trong một đường lối càng ngày càng tốt đẹp hơn, nhất là cái quan để đất nước mình không còn xảy ra chiến tranh nữa. Mỗi lần tôi nhìn thấy cái hình ảnh của những người chết, ngay cả nhìn lại hình ảnh của ông Ngô Đình Diệm nằm chết trên vũng máu, tôi sợ, tôi không muốn nhìn những cảnh đó. Thật sự, tôi thích về để nhìn những cái cảnh vui chơi của các cháu thanh niên, của những đứa thanh niên là học trò đó. Họ ăn quà, ăn bánh ở ngoài vỉa đường, họ nói chuyện với nhau một cách vui vẻ, tôi nhìn thấy tôi thích. Tôi rất mê cái sự thanh bình của đất nước. Chính vì vậy mà tôi luôn luôn tôi tích cực. Trong khả năng của tôi có thể làm được cái gì cho đất nước thì tôi làm. Vì vậy thì chúng tôi cũng xin chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và mong ông sẽ đạt hái được những kết quả khi mà nói chuyện với ông Tổng thống Donald Trump. Tôi tin rằng Tổng thống Donald Trump có thể là một ông mà rất nghĩa là hung hăng, nói năng cũng linh tinh, nhưng cái trong cái tinh thần của những người Việt Nam, trong tinh thần của quân đội Việt Nam, trong tinh thần của đảng lãnh đạo Việt Nam, khi mà đã chiến thắng người Hoa Kỳ qua ngày 30 tháng 4 1975, thì chính bản thân của Tổng thống Donald Trump, ông cũng phải phục sự chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam và của những người tử sĩ Việt Nam, quân đội Việt Nam và những các cựu chiến binh Việt Nam hiện nay còn đang sinh sống. Một lần nữa, chúng tôi xin chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Và bây giờ xin cho chúng tôi được đi sang một cái đề tài thứ hai nữa mà chúng tôi muốn chê trách những người Việt Nam Cộng Hòa, là các vị không, tại sao không tự tuất, không không tự sát khi mà ngày 30 tháng 4 đi,
để cho cái tên tuổi mình nó còn giữ đẹp như là thiếu tướng Nguyễn Khoan Nam và năm bộ bốn ông tướng khác mà tôi đã nêu ra kỳ trước, có phải hơn không? Còn hơn là cứ đi qua Hoa Kỳ rồi cứ nghĩa là kiểu như là gà què quanh quẩn cối xay, cứ chờ đợi có một cái điều kiện nào, có một nhân vật nào bên nhà nước Việt Nam qua Hoa Kỳ để nói chuyện, để bàn thảo về nhân quyền, để bàn thảo về thương mại, thì lại hò nhau lại cầm cái lá cờ vàng ba sọc đỏ để biểu tình, để đà đạo. Cái chuyện đó nó người Mỹ người ta nhìn thấy, ta xem thường, người ta cười đó. Tôi đã quen được một bà Mỹ thì bà cũng nói với tôi, thì bà đứng mà xem những người biểu tình đó, thì bà gặp tôi, vợ chồng tôi đi ngang qua đó, bà cũng hỏi tôi, ủa sao những người này họ làm cái gì vậy? Tôi mới giải thích cho bà nghe là họ đang đứng biểu tình, họ chống đối nhà nước Việt Nam. Cái bà người Mỹ bà rất là buồn cười, bà bảo rằng là tôi có chồng chết ở đó, chồng tôi chết lâu rồi, năm 1969 gì đó, bà có nói tôi quên rồi. Nhưng mà đã qua đi rồi, tôi chỉ tưởng nhớ ông chồng tôi thôi, chứ tôi không có muốn đem đến cái sự hận thù mà kéo dài suốt cả cuộc đời tôi, không được. Chúng ta phải nhìn có tương lai chúng ta đi tới, chứ ta đừng đi thụt lùi, bởi vì chúng ta càng đi thụt lùi thì chúng ta sẽ vấp ngã và chúng ta té ngã và chúng ta chết. Vì vậy, đây chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một cái bản tin mà những cái tổ chức lưu vong chống cộng ngày 11 tháng 5 năm 2017 vừa qua tại trụ sở của Quốc hội Hoa Kỳ và một số tổ chức lưu vong đã họp nhau lại ở vùng vùng Washington, Maryland, Virginia và được cái sự ủng hộ của ông thượng nghị sĩ John Cornyn thuộc Đảng Cộng hòa ở bang Texas. Ông thượng nghị sĩ đã bảo trợ và để họ tổ chức diễn đàn gọi là Ngày Nhân quyền cho Việt Nam. Sở dĩ mà bên Washington DC họ tổ chức Ngày Nhân quyền cho Việt Nam bởi vì là cách nay đã 23 năm qua rồi. Cựu Tổng thống Bill Clinton đã chỉ định ngày 11 tháng 5 coi như là một ngày nhân quyền cho Việt Nam. Rất là buồn cười, một số người tức là cũng to te mặc quần áo đẹp đi vô Quốc hội Hoa Kỳ rồi gặp ông dân biểu này, ông thượng nghị sĩ kia để yêu cầu xin cho Việt Nam chúng tôi có nhân quyền. Quý vị càng xin càng thua và càng người Mỹ người ta khinh cho. Tại sao người Mỹ chấp nhận vinh danh cái sự nhân quyền cho Việt Nam? Tại vì trong hiến pháp Hoa Kỳ có chữ nhân quyền trong đó. Cái nhân quyền của hiến pháp Hoa Kỳ đối với chúng tôi đó chỉ là một cọng hương, cọng hoa, một hạt tiêu, một hạt muối cho vào bát phở cho nó thơm tho, cho nó đẹp cái hiến pháp của Hoa Kỳ thôi. Chứ còn Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa nghĩ Việt Nam, họ sẵn sàng họ đối thoại với phái đoàn của Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền. Họ không có sợ đâu. Càng đi họ càng vững tâm bởi vì bốn mươi mấy năm rồi, từ ngày mà Tổng thống Bill Clinton đề ra ngày nhân quyền cho Việt Nam cho đến nay thì Quốc hội Hoa Kỳ họ đâu có trừng phạt Việt Nam nữa đâu, họ vẫn coi Việt Nam như là một người bạn, như là một đồng minh, như là một sự hợp tác. Bằng cớ là chúng tôi sẽ nói tiếp nữa, bây giờ để chúng tôi sẽ trở về với cái vấn đề nhân quyền cho Việt Nam mà một số tổ chức lưu vong đang năn nỉ van xin ông Mỹ ơi, ông Mỹ à, xin ông nghĩ tới nhân quyền cho chúng tôi không. Nhân quyền là cái gì? Thưa quý vị, người Hoa Kỳ nhìn giữ nhân quyền cho một cá nhân đó dưới khía cạnh khác, và người Việt Nam của chúng tôi, chính phủ Việt Nam, nhân dân Việt Nam cũng nghĩ tới nhân quyền dưới một cái khía cạnh khác, tại vì cái văn hóa khác nhau sẽ đưa ra một cái nhân quyền khác nhau. Tôi hỏi một người Mỹ rằng, ok, ông ăn hamburger, ông ăn bánh mì chứ gì, ông ăn thịt nướng, thịt bò nướng với bánh mì thịt nguội, ông ăn ông thấy ngon lắm, ông có thể ông ăn hoài ông không chán. Nhưng đối với người Việt Nam chúng tôi thì chúng tôi ăn rau muống
cả pháo. Chúng tôi ăn cả mắm tôm nữa, ăn cả nước mắm, ăn cả gạo. Chúng tôi rất thích. Thì tức là hai cái văn hóa, hai tư tưởng khác nhau, không thể nào đem là cà pháo mắm tôm mà phù hợp với bánh mì hamburger được. Vì vậy vấn đề nhân quyền chỉ là một tô phở có thêm tí hành, có thêm tí tỏi, có thêm tí tiêu cho nó thơm ngon thôi, chứ còn làm thì làm để đó, nhưng mà không bao giờ Việt Nam chấp thuận để thua phái đoàn của Hoa Kỳ khi mà đề cập tới vấn đề nhân quyền. Thật là buồn cười. Tôi vừa mới xem ở trên mạng cách đây 2 hôm thì một cái bà phụ nữ nào đó, bà đã là chị ruột của một ông hình như cũng bị vào tù vì cái tội mà chống đối nhà nước Việt Nam. Ông nói hình như là ở dân Long Xuyên. Thế rồi là trong lúc mà đang phỏng vấn với lại an ninh đó thì ông ta vớ được cái con dao ở đâu, ông ta cử tự cắt cổ ông ta, hình như ông ta tên là Tuấn hay gì đó. Rồi đó xong đó lại đổ thừa cho là bị công an giết, công an ông công an cắt cổ giết. Chuyện nó thật là buồn cười, tôi nghĩ không đời nào người an ninh Việt Nam làm cái chuyện đó. Rồi sau đó thì là cái người chị ruột thân nhân của cái người tự tử chết đó, khi mà gặp ông congressman, mà ông dân biểu Chris Smith, ông dân biểu đó thì đặc trách về vấn đề nhân quyền. Rồi cô ta tự nhiên quỳ gối xuống lại, xin ông cứu giúp gia đình tôi. Tôi thấy tầm thường, tôi hèn. Tại sao phải lạy lục cái người dân biểu Mỹ đó để cho gia đình mình được đi sang Mỹ, quỳ gối lại, tầm thường quá. Cứ việc đứng thẳng ngang hàng thì xin người Mỹ giúp đỡ đi. Xin chúng tôi là những người được mong muốn được sang Hoa Kỳ để được đi tị nạn cộng sản, chứ đừng quỳ xuống, hèn hạ lắm. Mình quỳ trước mặt cha mẹ, mình quỳ trước mặt Phật, trước mặt Chúa để mình cầu xin ơn huệ nào đó, chứ quỳ trước mặt ông Mỹ để được xin cho gia đình được đưa sang Mỹ thì cái chuyện đó rất là tầm thường, rất là khôi hài. Người Mỹ trắng họ nhìn cái cảnh đó họ khinh cho đó, đừng có tưởng rằng là họ sẽ kính phục, họ tưởng là họ sẽ cảm động, họ xúc động. Quý vị không nhìn cái cảnh đó là tôi thấy tôi không chấp nhận rồi. Nếu trường hợp tôi như câu đó hả, tôi đứng thẳng người với người Hoa Kỳ đó, với người ông mà phụ trách nhân quyền đó, bảo vâng thưa ông, gia đình chúng tôi bị thế này thế này thế này, bây giờ chúng tôi không thể sống được bên Việt Nam nữa, chúng tôi có thể xin mời ân huệ chính phủ Hoa Kỳ cho gia đình tôi được đi tị nạn cộng sản, có phải là hay hơn không? Vâng, thì anh đi tị nạn cộng sản, nếu mà nhà nước Hoa Kỳ chấp nhận cho anh thì Việt Nam cũng, nhà nước Việt Nam cũng cho các anh đi. Vì vậy tôi cũng nghĩ rằng là thưa nhà nước, thưa ban lãnh đạo, nếu trong trường hợp nào mà những người nào đó A, B, C đó xin được chính phủ Hoa Kỳ cấp chiếu khám cho anh được qua Hoa Kỳ sống với tư cách là người tị nạn cộng sản, tôi nghĩ là nhà nước Việt Nam cũng nên cho đi, cứ việc cho đi để khỏi làm phiền trên đất nước Việt Nam. Chẳng hạn có những người bên Việt Nam bây giờ kiểu là những ông cha, ông linh mục, họ lợi dụng cái áo linh mục, họ đánh phá nhà nước, họ lợi dụng cái sự cố kỹ thuật của công ty Formosa, rồi kêu gọi những người dân đi biểu tình chống đối nhà nước. Cái làm việc đó không phải là hành động của một ông cha có tư cách xây dựng, không phải hành động của một vị chủ chiên đã nghe lời tiếng nói của Chúa. Chúa không bao giờ gây sự ồn ào, Chúa không bao giờ đem đến sự oán thù, nhưng mà Chúa muốn đem đến sự thanh bình cho mọi người, Chúa muốn đem đến sự vui vẻ cho từng người, chứ còn không phải là Chúa làm theo kiểu như là linh mục chúng tôi Nguyễn Thái Hợp hay là ông Nam, ông gì gì nào đó, quý vị lợi dụng danh nghĩa là một linh mục Thiên Chúa giáo, quý vị kích động đồng bào, thế rồi là quý vị từ chối, quý vị bảo rằng là không, tôi không chống đối nhà nước, tôi chỉ hỗ trợ đồng bào tôi để mà đòi hỏi cái quyền lợi mà Formosa chưa bồi thường tiền cho họ. Cái đó là cái sai lầm, cái đó là cái sự vu khống. Nhà nước đã đền bù tiền bạc cho những người nạn nhân của Formosa, và có thể một số người nói vì lý do nào đó mà họ chưa nhận được tiền bồi thường
chứ không phải là nhà nước từ chối cái đó. Mà cái mà tôi khinh thường quý vị, miệng á, như là đảng Hồ Nam, miệng tôi không chống đối nhà nước, tôi chỉ đòi hỏi cái quyền lợi của người dân thôi, nhưng mà tại sao không chống đối nhà nước, tại sao không đi biểu tình mà đem cờ đỏ sao vàng đi, mà lại đem cái cờ của Vatican? Khi mà quý vị cầm cái cờ Vatican quý vị đi biểu tình, cái điều đó rõ ràng hiển nhiên là quý vị đang chống đối nhà nước Việt Nam. Quý vị mượn danh nghĩa của Vatican để hiểu rằng là nhà nước Việt Nam không dám cấm đoán mình cái gì, để nghĩ rằng là nhà nước Việt Nam không dám bỏ tù cái gì. Không, quý vị lầm. Dù quý vị cầm cờ của Vatican đi, mà quý vị thử đập phá một cái xe ô tô đi, hay là quý vị gặp mặt tôi đi, quý vị đập phá mặt tôi đi, quý vị có vào tù không? Chắc chắn quý vị phải vào tù. Vì vậy đừng lợi dụng danh nghĩa là Vatican, đừng lợi dụng danh nghĩa một cái áo choàng màu đen của những ông cha mà để rồi xuyên tạc, để rồi đánh phá nhà nước, và chỉ mong muốn rằng là cái nhà nước này được sụp đổ để rồi thay thế bằng ai? Thay thế bằng Nguyễn Thái Hợp làm chủ tịch nhà nước chăng? Không bao giờ có chuyện đó. Không bao giờ. Nguyễn Thái Hợp ơi, ông là linh mục là quá lắm rồi. Đừng bao giờ mơ ước rằng ta sẽ là chủ tịch nhà nước, ta sẽ là thủ tướng nhà nước Việt Nam. Không bao giờ có chuyện đó. Anh là chủ chiên thì cái hoạt động trong nhà thờ đi, đừng nên phá rối đất nước nữa. Và khi mà anh cứ phá rối đất nước như vậy, anh có biết rằng là anh sẽ đụng chạm tới quyền lợi, cái nhân quyền của người Phật giáo hay không? Người Phật giáo người ta đang đi lo làm ăn buôn bán, tự nhiên xúi dân đi ra biểu tình ở quốc lộ 1-2A, không cho người ta giao thương một cách tốt đẹp trong cái công việc làm ăn buôn bán hàng ngày. Quý vị đã gây sự phẫn nộ cho những người Phật giáo. Nhưng mà rất tiếc rằng người Phật giáo của chúng tôi đó, những người Phật giáo hiền lành hơn, nhà nước Việt Nam không khích động những người Phật giáo đi biểu tình, những người Thiên Chúa giáo, thì đó sẽ là vi phạm an ninh tổ quốc. Nhà nước Việt Nam không làm việc, mà nhà nước Việt Nam cũng không bắt hay ngay tất cả những kẻ mà đi phá rối trị an. Nhà nước đang tìm bắt những kẻ cầm đầu, những kẻ chống đối. Và một ngày nào đó tôi tin tưởng rằng là từ Nguyễn Thái Hợp cho đến Đảng Vũ Nam và tên ABC ông bà nào đó, quý vị sẽ vào tù để trả lời với cái tội phá rối trị an. Hãy nhìn cái tấm gương của những người Mỹ, 51.000 người Mỹ đã chết trong chiến tranh Việt Nam, nhưng mà họ đã để cho qua đi. Thử xem họ có đi biểu tình chống đối cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không? Không. Tôi đã nhìn thấy ba cái cuộc biểu tình rồi, sự hiện diện của Thủ tướng Phan Văn Khải, sự hiện diện của Chủ tịch Nguyễn Minh Chiết và bây giờ là của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Không có một người Hoa Kỳ nào đi biểu tình chống đối nhà nước Việt Nam cả. Điều đó có nghĩa rằng là chúng ta nên học những cái gì hay, cái gì tốt đẹp của người Hoa Kỳ, và chúng ta đem cái vào đó để coi như là văn hóa của Việt Nam. Mình hận thù chi vậy? Trong khi đó tôi cũng là người của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tôi là luật sư của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tôi cũng sang Hoa Kỳ. Khi ngày năm lúc mới tôi mới sang Hoa Kỳ, tôi cũng đi biểu tình chứ. Nhưng mà rồi đến khi mà Tổng thống Bill Clinton ký cái quan hệ ngoại giao với Việt Nam, tôi làm theo lệnh của chính phủ Hoa Kỳ là bang giao Việt Nam. Và lúc đó tôi như là người thức tỉnh, tôi nói nhỉ, bang giao Việt Nam có quan hệ ngoại giao với Việt Nam thì người dân Việt Nam mình sẽ đỡ đỡ khổ, đỡ nghèo khổ, văn minh hơn, có một cuộc sống dễ dàng hơn khi mà có vấn đề mà trao đổi thương mại giữa hai quốc gia. Tại sao mình lại chống đối? Mình phải mừng chứ, bởi vì một khi mà mình đã được sung sướng sống ở bên Mỹ thì mình cũng phải mong muốn rằng là những người Việt Nam mình, cha mẹ mình, bạn bè mình có một cuộc sống vui vẻ, may mắn, thoải mái như là mình đã đang sống ở trên đất Hoa Kỳ. Vì vậy tôi nhìn thấy có những cái cuộc vận động đến biểu tình của quý vị, tôi rất là buồn cười. Cái buồn cười thứ hai nữa là khi mà biểu tình chống Trung Quốc đó, họ đi đến tòa tòa tổng lãnh sự Trung Quốc ở Los Angeles, họ đem hai cái cờ, một cái cờ Mỹ và một cái cờ Việt Nam Cộng Hòa. Nếu mà ông lãnh sự Trung Quốc mà ra hỏi những người Việt Nam Cộng Hòa đó sẽ hỏi cái cờ này là cái cờ gì,
thì có thể những cái ông chống cộng sẽ bảo đây là cái cờ Việt Nam Cộng Hòa, sau đó thì là ông Trung Quốc sẽ bảo là ủa tôi có xâm chiếm Việt Nam Cộng Hòa đâu, chính là Việt Nam Cộng Hòa và chính phủ dân chủ, chính phủ Bắc Việt đã quý vị đã chống đối với nhau, chứ còn tôi đâu có chống đối với Việt Nam Cộng Hòa đâu, mà cái cờ Việt Nam Cộng Hòa theo tôi nghĩ là đã chết với ở dưới âm phủ rồi, mà tại sao quý vị đem ra đây nữa, đem là chống đối với chúng tôi làm cái gì? Khi mà nếu mà người Trung Quốc nào đó mà có những cái lời nói như vậy, quý vị có thấy xấu hổ không? Xấu hổ chứ, đẹp quê chứ. Khi mà chúng ta làm một cái việc gì, chúng ta đối diện với người trước mặt chúng ta, đối diện với kẻ thù ta, thì cái người đó phải là phục ta, phải nể ta. Khi mà họ phục ta, họ nể ta, thì lúc đó chúng ta mới gọi là chúng ta có chính nghĩa. Mà cứ đem đi cầm cái việc cờ Việt Nam Cộng Hòa với một cờ Mỹ đi ra biểu tình trước tòa lãnh sự Trung Quốc ở Los Angeles, chứ không trả giúp ai cả. Tôi cũng muốn đi theo quý vị, tôi cũng muốn, nhưng mà tôi đi theo quý vị, tôi chống đối Trung Quốc, nhưng tôi cầm cờ đỏ sao vàng. Nhưng mà tôi biết rằng khi mà tôi cầm cờ đỏ sao vàng ra thì sẽ lại gây lên cái sự ồn ào, cái sự to tiếng, cho nên tôi không muốn làm nữa. Tôi cứ để cho quý vị hiểu cái sự khinh mịch của người Trung Quốc. Chứ còn đối với Phùng Tự Châu, khi mà người Trung Quốc gặp tôi, anh ta không thể nào khinh thường tôi được. Tôi sẽ tới tòa lãnh sự Trung Quốc, tôi chống đối họ, tôi bảo với họ là đất cờ đỏ sao vàng này là đất của chúng tôi, quý vị đã chiếm biển Đông của chúng tôi, thì bây giờ chúng tôi yêu cầu quý vị ấy là vì cái sự bang giao mật thiết giữa chúng ta trong thời kỳ Việt Nam còn chiến tranh, tôi mong rằng quý vị suy nghĩ lại đi, bởi vì cái chúng tôi đã Việt Nam chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng về đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của chúng tôi. Vì vậy, nếu mà quý vị nghĩ rằng quý vị là một đất nước lớn, thì tôi mong rằng quý vị hãy ngồi lại bàn soạn lại với chính phủ chúng tôi về những cái đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mình nói chuyện được như vậy với lại tòa lãnh sự Trung Quốc có vẻ hay hơn không? Là cứ đi cầm cái cờ Việt Nam Cộng Hòa, chả ai thèm nói chuyện với mình đâu. Tôi cho quý vị một bài học đi. Tôi cho quý vị những sự kiện về chính trị để hãy bắt chước theo tôi, mà để làm theo ý tôi thì may ra quý vị mới thành công. Chứ còn ngày nào quý vị còn chống đối nhà nước Việt Nam mà cầm còn mang cái cờ vàng bao sắc đỏ, thì ngày đó quý vị sẽ chịu sự thất bại không những 42 năm mà còn sẽ là 45 năm hoặc là 55 năm hoặc là 100 năm sau nữa, quý vị vẫn là những kẻ lưu vong, không bao giờ quý vị trở về được Việt Nam. Đó là buồn thay quý vị. Và bây giờ chúng tôi lại đổi một cái đề tài khác nữa. Thì quý vị cũng biết rằng là ngoài cái cuộc đối thoại về nhân quyền ngày 11 tháng 5 ở Quốc hội Hoa Kỳ đó, thì chúng ta ngay tại Hà Nội á, quý vị có biết không, cũng có một cuộc đối thoại về nhân quyền mà được diễn ra ở ngay tại Hà Nội hôm 23 tháng 5 năm 2017 đó, giữa phái đoàn Hoa Kỳ và nhà nước Việt Nam. Thì phái đoàn Hoa Kỳ đó được đại diện bởi bà Virginia Bennett, bà là trợ lý ngoại trưởng Mỹ, và bà cho biết thế này, họ cũng có trao đổi với phái đoàn Việt Nam. Thì bà cũng khi mà bà trình bày với những cái tổ chức chống cộng ở Hà Nội đó, thì họ nói thế này, bà nói rằng là khi mà bà trao đổi với nhà nước Việt Nam đó, họ thấy phái đoàn Việt Nam cũng lắng nghe đó, nhưng mà bà không thể trả lời chắc chắn được chính phủ Việt Nam sẽ thực hiện thế nào đó. Đó là việc làm của chính phủ Việt Nam. Quý vị muốn nói về nhân quyền à? Quý vị muốn đối thoại với chúng tôi về nhân quyền, ok, tôi mời quý vị sang Hà Nội gặp chúng tôi đi, tôi nghe, chúng tôi lắng nghe quý vị nói. Nhưng mà nhân quyền của Việt Nam không thể là nhân quyền của Hoa Kỳ được. Quý vị ăn bánh mì, chúng tôi ăn gạo, chỉ có bấy nhiêu đó thôi, thì làm sao mà có thể khắc phục được, bắt chúng tôi cứ ngày nào cũng ăn bánh mì được không? Ăn bánh mì không được, thưa quý vị. Ngay như tôi ở đây, tôi đã ở bên Mỹ 30 năm rồi, mà cứ lâu lâu tôi ăn bánh mì thì được, chứ còn bắt tôi phải ăn bánh mì 365 ngày thì thôi tôi không ăn. Thà tôi chịu nhịn đói, phải cho tôi ăn cơm.
có những cái chuyện câu chuyện mà hài hước vui vẻ như vậy đó. Phái đoàn Việt Nam có nói chuyện với phái đoàn Hoa Kỳ thì cái ông bà phái đoàn Hoa Kỳ không thể nào nói được, vừa nói được trả lời ra làm sao nữa. Thế nhà phái đoàn Việt Nam họ nó đúng chứ. Vì vậy năm nào cũng vậy, cứ bắt đầu từ ngày 11 tháng 5 ra thì là lại ngày nhân quyền cho Việt Nam, lại là ngày nhân quyền cho Việt Nam. Nói đi nói lại nói tới nói lui cũng có bao nhiêu đó thôi, không bao giờ có sự thay đổi được. Bởi vì tôi ăn bánh mì, bạn ăn cơm, thì tôi với bạn thì cứ mỗi người ngồi một bữa cơm khác nhau đi, và ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau có những vấn đề khác, vấn đề xã hội, vấn đề của thế giới, chớ xin đừng đem qua vấn đề nhân quyền nữa. Bởi vì ngày nào chúng ta cứ đem cái vấn đề nhân quyền ra chúng ta giải quyết thì sẽ là một sự vô vọng, không làm việc được. Quý vị không thể nào bắt tôi phải ăn bánh mì, quý vị cũng không thể nào bắt tôi phải ăn cơm gạo. Vì vậy chúng tôi cũng kêu gọi những người Việt Nam trông cầu ở hải ngoại hãy nghe lời bà Mỹ đó đi. Bà Mỹ đã trả lời quý vị biết rằng rồi, bà có nói chuyện với phái đoàn ở Hà Nội, phái đoàn Hà Nội trông cũng nghe đó, nhưng mà có thực hiện theo lời của người Mỹ hay không thì lại là chuyện khác nữa. Nhất là quý vị hãy nhớ rằng là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một quốc gia độc lập có tự do, không phải là một quốc gia Việt Nam Cộng hòa mà để phải nghe lời lời Mỹ. Quý vị đề nghị chúng tôi phải thế này phải thế kia, phải thả tù nhân lương tâm, phải thả Trần Huỳnh Duy Thức ra, nhưng nhà nước Việt Nam quả quyết rằng chúng tôi không thể thả những người này ABC ra được, bởi vì họ là những tội nhân của hình sự, họ là người phá rối trị an của đất nước tôi, họ là người muốn lật đổ chế độ này. Vì vậy chúng tôi bắt buộc phải giam giữ họ, chúng tôi bắt buộc phải đưa họ ra tòa và họ phải nhận lãnh cái bản án cho tới khi nào mà họ đã hoàn tất cái bản án mà tòa án Việt Nam đã tuyên phạt cho họ. Vì vậy vừa rồi nghĩa là cùng ở phái đoàn nhân quyền đó thì tôi được biết là ông Lê Công Định cũng đã yêu cầu gặp phái đoàn nhân quyền và xin được cho thả Trần Huỳnh Duy Thức. Ông Lê Công Định à, ông là luật sư từ chế độ nhà nước Việt Nam phải không? Tôi cũng là luật sư của chế độ Việt Nam Cộng hòa, tôi lớn tuổi hơn ông, có lẽ tôi là đảng trị. Thật sự đó, khi mà tôi nghe tin Lê Công Định bị bắt đó, tôi không có ngỡ ngàng gì hết, tôi biết trước, bởi vì tôi đã từng đọc những bài viết của Lê Công Định được in trên BBC. Và khi tôi đọc những cái bản tin đó, tôi rất lấy làm lạ, thôi tại sao lại Lê Công Định gan quá dám đưa những bài viết này lên BBC rồi lại bị bắt thì sao. Nhưng quả thật sự tiên đoán của tôi đã thành sự thật, tôi được tin là Lê Công Định đã bị an ninh tới nhà vây bắt và cho vào tù. Và trong tù đó thì tôi cũng theo dõi, thì tôi biết được biết rằng là Lê Công Định đã nhìn nhận tội lỗi, ăn năn tội lỗi và xin tòa khoan hồng. Khi tôi nhìn thấy cảnh đó, một thanh niên Việt Nam có trình độ học thức mà rồi lại nghe theo những người chống cộng ở hải ngoại rồi đi làm những cái việc mà tôi gọi là ruồi mù, tôi rất là tội nghiệp. Tự nhiên tôi có nổi máu một cái buồn cười là tôi nói với các anh em ở bên tòa tổng lãnh sự Việt Nam San Francisco, tôi nói ông Lê Công Định này ông đã nhận tội hết rồi, tôi muốn xin được đi về Việt Nam. Tôi vô trong nhà tù, tôi gặp được Lê Công Định và tôi xin ra tòa được biện hộ cho Lê Công Định được không? Thì một anh em là chị ơi, cái chuyện của Lê Công Định coi như là em nghĩ coi như là xong xuôi hết rồi, bởi vì hắn ta đã nhận tội rồi, hắn tòa xin khoan hồng rồi thì chị về làm gì nữa. Tôi nghe có lý nhưng mà tôi nói là không, tôi lại có các chủ đích khác, tôi muốn về tận gặp Lê Công Định ở trong nhà tù. Tôi cho Lê Công Định biết rằng là tôi đã tiếp xúc với những người chống cộng ở hải ngoại, họ như thế nào, họ có đáng để mình đi theo họ không, họ có đáng để mình suy tôn họ làm Tổng thống Việt Nam Cộng hòa không. Và sở dĩ bởi vì Lê Công Định đã nhận tội thôi thì tôi muốn trở lại cái nghề luật sư của tôi. Tôi chỉ việc sau khi nó nói cần nói, tôi xin tòa khoan hồng cho Lê Công Định. Nhưng mà rất tiếc rằng là mấy anh em ở bên tòa tổng lãnh sự Việt Nam ở San Francisco đó, thì
thì khuyên can tôi không đi nữa. Ok, không đi nữa thì thôi, tôi không đi. Nhưng mà tôi vẫn ước mong một ngày nào đó tôi trở về Việt Nam, tôi gặp được Lê Công Định, chị em mình sẽ ngồi với nhau, đối thoại với nhau để nói chuyện là Lê Công Định làm chuyện đúng hay là tôi làm chuyện đúng. Vâng, đó là cách mà chúng ta sẽ đối thoại với nhau để nghĩa là có một cái tinh thần đối với Tổ quốc cho đẹp hơn. Chứ đừng có hy vọng rằng là Ủy ban Trung ương Đảng sẽ đối thoại với Lê Công Định, đối thoại với là Trần Huỳnh Duy Thức hay là đối thoại với Phan Kỷ Nhơn, ông này ông kia ở hải ngoại. Không bao giờ. Nhà nước Việt Nam chỉ có thể đối thoại với những người mà có cùng quan điểm xây dựng đất nước thì nhà nước sẽ đối thoại thôi. Chứ còn đối thoại với những ông như kiểu như là ông Lê Công Định, ông Phan Kỷ Nhơn, bà Trần Thanh Hiền đây thì cái đó kiểu là đối thoại đó là gọi là đàn gầy tai trâu. Ông nói chuyện của ông và tôi nói chuyện của tôi không bao giờ đi đến cái bước thành công. Vì vậy, mấy người nghĩ rằng là nhà nước Việt Nam sẽ đối thoại với những người chống cộng à, đối thoại với những người độc lập à? Tôi nghĩ rằng không có chuyện đó, không bao giờ có chuyện đó. Đối thoại với tôi thì được này, tôi là những người tầm thường đây này, không phải là nhà nước, nhưng mà tôi hướng về Tổ quốc thì quý vị có thể đối thoại được với tôi. Lê Công Định có thể đối thoại được với tôi, Nguyễn Quang A có thể đối thoại được với tôi sẽ đối thoại với quý vị, tôi sẽ nói chuyện với quý vị những cái gì tôi cần nói và quý vị cần nói với tôi, chúng ta trao đổi với nhau, cái đó là hay hơn. Tôi nghĩ rằng là theo ý tôi đó, nhà nước Việt Nam không cần phải đối thoại với quý vị, bằng cớ rằng là nhà nước Việt Nam càng ngày càng đi lên chứ có đi thụt lùi đâu, mà sợ các ông các bà mà cần phải đối thoại. Các ông các bà nên sợ nhân dân Việt Nam, nên sợ Tổ quốc Việt Nam một ngày nào đó nghĩa là sẽ bị chiến tranh, sẽ bị Trung Quốc xâm lấn, nên sợ cái đó đi, nên đề phòng không còn có một chiến tranh xảy ra nữa ở Việt Nam và đến hòa hợp với nhân dân Việt Nam để cho chúng ta có một cuộc sống vui vẻ thoải mái ở nước ngoài hướng về Việt Nam. Chúng tôi xin đưa thêm một cái đề tài nữa là quý vị có biết không, là theo tờ báo Defense Times của Trung Quốc đó thì hôm 16 tháng 5 đó, Trung Quốc đã triển khai một dàn phóng tên lửa ra đá chữ thập ở ngoài quần đảo Trường Sa. Quý vị cũng biết rằng là đảo Trường Sa của chúng ta đã bị một số nước như là Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan tranh chấp đòi chủ quyền trên Biển Đông, trong đó cái đảo Trường Sa. Thì tờ báo theo tờ báo Time, Defense Time của Trung Quốc đó thì ngày 16 tháng 5 họ đã cho triển khai một dàn phóng tên lửa ra ngoài khơi ở đảo chữ thập. Quý vị biết làm gì không? Để đề phòng rằng là một số nước sẽ đối phó với lại Trung Quốc, trong đó có lực lượng người nhái của Việt Nam. Và theo bản tin tôi đọc đó thì lực lượng người nhái của Việt Nam là một cái lực lượng đặc biệt mà các quốc gia Á Châu chưa có được, hay là có được hay không nữa thì cũng thua lực lượng người nhái Việt Nam. Vì vậy Trung Quốc đang rất sợ lực lượng người nhái của Việt Nam. Mấy ông người nhái này ông sẽ lần lần lên trên cái đảo Trường Sa, Hoàng Sa, rồi ông bỏ bom, ông bỏ chất nổ, ông phá cái đảo đó thì là rồi tiêu tan ăn Trung Quốc. Đó, cái điều đó để trả lời cho những kẻ chống cộng cực đoan ở hải ngoại hiểu rằng nhà nước Việt Nam không hèn với giặc, nhà nước Việt Nam cũng không ác với dân. Những cái vấn đề nào mà sự đòi hỏi của người dân phù hợp với quan điểm của nhà nước, phù hợp với luật pháp Hoa Kỳ thì nhà nước Việt Nam sẽ sẵn sàng đáp lại nguyện vọng đó. Nhà nước Việt Nam không hèn với giặc, không chỉ thua với giặc, nhưng mà bằng phương pháp ngoại giao và bằng cái phương pháp nào Việt Nam có thể làm được để đòi lại cái đảo Trường Sa, để đòi lại cái đảo Hoàng Sa và bảo vệ cái đảo Trường Sa, nhà nước Việt Nam sẵn sàng. Bây giờ bằng cớ tôi đưa ra ngày hôm nay là
Trung Quốc bắt đầu sợ người nhái Việt Nam. Tôi cầu chúc cho người nhái Việt Nam sẽ thành công trong cái bước đường tranh đấu của họ. Thế làm sao để Trung Quốc nó sợ? Một khi Trung Quốc họ sợ người nhái Việt Nam, bắt buộc họ sẽ điều đình với Việt Nam, khai thác ở những cái mỏ dầu hỏa đó. Nhưng mà Việt Nam nhớ rằng là Việt Nam không chấp nhận khai thác chung với Trung Quốc những mỏ dầu hỏa ở Trường Sa và Hoàng Sa, bởi vì nếu mà chấp nhận khai thác chung với Trung Quốc chẳng khác nào là chúng ta giao chủ quyền của chúng ta cho Trung Quốc rồi. Không, cái đó là trên văn bản, trên lịch sử, trên giấy tờ Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Cho nên khi mà chúng tôi muốn khai thác dầu hỏa ở những cái đảo đó là của chúng tôi, chứ chúng tôi không khai thác chung, chúng tôi chia nhau quyền lợi của ăn không. Còn nếu mà muốn khai thác chung đó thì đương nhiên quyền lợi của Việt Nam chúng tôi phải nhiều hơn quyền lợi của các anh. Các anh chỉ là người chúng tôi đi thuê mướn, cho mượn cái phương tiện kỹ thuật cần làm thôi, chứ thôi chứ không khai thác. Vì vậy khi mà giáo chức Việt Nam đã, một số giáo chức Việt Nam đã có nói chuyện với ông giáo sư Carl Thayer. Ông giáo sư Carl Thayer là một chuyên gia về quốc phòng thuộc Đại học New South Wales ở Australia. Thì ông cũng đã trả lời cho Đài Á Châu Tự Do rằng không có khả năng thực tế cho sự hợp tác chung khai thác, vì Trung Quốc muốn làm ở khu vực mà Việt Nam đòi chủ quyền. Bởi vậy, nếu mà Việt Nam đồng ý cho sự khai thác chung với Trung Quốc thì có nghĩa là Việt Nam đã giao chủ quyền cho Trung Quốc rồi. Quý vị thấy chưa? Tôi muốn đưa ra cái nhận định của một chuyên gia quốc tế, của nghĩa là chính Trung Quốc đưa ra, rằng Việt Nam không hèn. Việt Nam sẵn sàng làm cái bằng mọi giá của mình cho phù hợp với nguyên tắc quốc tế, cho phù hợp với lại nguyên tắc gọi là DOC ở trên Biển Đông, để là chúng tôi, nhà nước Việt Nam, chúng tôi muốn có sự hòa bình, trao đổi với Trung Quốc trên phương diện là hòa bình, cùng đưa ra một cái quan điểm là quan hệ mà đối tác tốt đẹp, phù hợp quyền lợi của hai bên. Vì vậy thì chúng tôi cũng hy vọng rằng công việc làm của chúng tôi là kêu gọi những người Việt Nam ở hải ngoại nên bỏ qua đi nên vấn đề mà nhân quyền là cái buồn cười lắm, không có được đâu. Bởi vì quý vị càng làm, càng làm vấn đề mà tranh đấu cho nhân quyền đó, càng làm mạnh hơn đó, thì quý vị sẽ là những người bạn quý vị, là những người tù lương tâm đó, như là Trần Huỳnh Duy Thức đó, sẽ lại càng ở tù cho tới khi nào mà họ mãn hạn tù. Em biết Việt Nam cũng có sợ đâu, đừng cứ tưởng rằng là nhờ cái sự đòi hỏi, nhờ cái sự kêu gọi của Lê Công Định đối với phái đoàn quốc tế mà nhà nước Việt Nam phải thả Trần Huỳnh Duy Thức không. Bởi vì anh Trần Huỳnh Duy Thức này anh ngang tàng lắm, anh thứ hai là anh không có tội, anh không chấp nhận tội, anh bị một cái bản án là 16 năm tù. Thì ngày nào anh chưa nhận tội thì ngày đó anh vẫn còn phải ở tù trong cái 16 năm. Bây giờ chúng tôi nói tới cái chiến thắng của Điện Biên Phủ phải không ạ? Tôi nghĩ rằng cái sự chiến thắng của Điện Biên Phủ thì các em nhỏ bên Việt Nam đã hiểu rõ hết rồi. Tuy nhiên, tôi muốn nói tới chiến thắng của Điện Biên Phủ là tôi muốn nhắn gửi cho những người Việt Nam chống cộng, cho những ông bà lưu vong chống cộng, hãy quay trở về lịch sử Điện Biên Phủ đi để nhìn thấy cái chiến thắng vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói riêng. Chính ông là người đã điều động cái sự chiến thắng ngày 17 tháng 5 1954, để nghĩa là cả thế giới bắt đầu lúc đó hiểu được là tự do dân chủ nhân quyền của Việt Nam, cả thế giới hiểu rằng là
Tại sao Việt Nam nhỏ bé à, chân đi dép dâu, vũ khí tối tân không bằng không bằng Pháp, nhưng họ đã chiến thắng được người Pháp, vì bởi vì họ có lòng yêu dân tộc của họ, họ có cái tự ái dân tộc của họ bị xúc phạm, cho nên bằng mọi giá họ cũng đem cái sự sống của họ như một sợi lông hồng, họ sẵn sàng họ chờ chết để làm sao mà họ bảo vệ cái chủ quyền của họ, họ lấy lại được cái đất nước của họ giao lại cho nhân dân Việt Nam. Thì theo cái bản tin mà tôi cũng lấy từ trong lịch sử ra thôi, thì bản tin đó có cho biết là sau gần 2 tháng chiến đấu oanh liệt, hy sinh ngoan cường và dũng cảm của bộ đội, thì chiến dịch Điện Biên Phủ đã kết thúc hoàn toàn thắng lợi. Cùng với mặt trận chính thức là Điện Biên Phủ, cùng với các chiến trường trong toàn quốc đã đẩy mạnh hoạt động chiến tranh du kích, đã tiêu hao sinh lực của địch và khiến cho chúng không thể chi được viện trợ cho Điện Biên Phủ, nên quân ta đã có đủ sức để quyết chiến mục tiêu chiếm Điện Biên Phủ để đi đến sự thắng lợi. Thoạt đầu thì Điện Biên Phủ diễn ra trong vòng đầu từ ngày mùng 13 tháng 3 cho đến ngày 17 tháng 3 năm 1954, chúng ta đã tấn công vào phân khu phía bắc của thực dân Pháp. Chúng ta đã mở đầu là trận đánh tấn công vào cứ điểm Him Lam nằm trên 3 quả đồi ở phía bắc, do một tiểu đoàn lính Lê Dương đóng quân và một đơn vị của Hủy binh. Rồi sau đó thì là trong cái tiếp tục mà bảo vệ chiến đấu để lấy lại từng tấc đất mà địch đã chiếm của ta, máy bay của địch đã chạm phải hỏa lực, là họ đã tính chúng ta đã lấy lại cái đồi đồi Him Lam đó, và chúng ta đã dập tắt được cái sự chiến đấu của quân địch, để khiến mà một ông tướng gọi tên là pilot của Pháp phải tự sát. Cái ông pilot của Pháp này có vẻ cũng hay nhỉ, ông cũng biết tự sát như là những tướng Nguyễn Khoan Nam, một ông tướng mà tôi đã quen biết. Sự chiến thắng của Điện Biên Phủ đó chưa phải là chấm dứt, bởi vì lúc đó thì tôi nghĩ rằng là Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng tạm thời chấp nhận sự chiến thắng Điện Biên Phủ của mình và tạm thời bằng lòng ngồi vào hiệp định Geneva 1954 để mình có cái phần lãnh thổ của mình, để mình có thủ đô. Thì từ cái đó bước đó mình sẽ bắt đầu tiếp tục mình đòi hỏi sự thống nhất. Cái sự thống nhất của đất nước Việt Nam, sự thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được đòi hỏi từ 1954 bây giờ. Nhưng mà rất tiếc rằng từ năm 1954, chế độ Ngô Đình Diệm cũng như Hoa Kỳ, họ không chấp nhận cái sự thống nhất, họ vẫn coi như là lẳng lơ. Họ tuyên bố rằng chúng tôi không tham gia hiệp định Geneva, vì vậy chúng tôi không chấp nhận có tổng tuyển cử. Họ biết chứ, nếu mà có tổng tuyển cử thì Hồ Chí Minh sẽ thắng, vì vậy họ không chấp nhận tổng tuyển cử. Vì vậy, tiếp tục Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo sự chiến đấu cho tới ngày 30 tháng 4 1975. Đó là theo nguyện vọng của họ, theo nguyện vọng mà họ đã thực thi, họ điều đòi hỏi thế giới phải cam kết rằng là chúng tôi muốn một nước Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ và thống nhất. Ngày nào nước Việt Nam chưa được thống nhất thì ngày đó chúng tôi còn tiếp tục chiến đấu. Vì vậy, Cộng sản Bắc Việt là mặt trận giải phóng miền Nam vẫn tiếp tục chiến đấu để cho tới ngày 30 tháng 4 1975. Vì vậy, thì tiếp tục chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là từ mà những người nói là cái gì cưỡng chiếm, không, ở đây không có sự cưỡng chiếm, mà đó là một sự
tiếp tục biết đâu để được thông nhân dân nữa. Tôi mong rằng những ai vẫn còn có tư tưởng cứng thì thay đổi được lối đó đi, cứ nghĩ muốn có một thay đổi tự do hơn, dân chủ hơn. Thấy quý vị cái gì đúng, ai chẳng muốn như vậy, nhưng mà có thể hiểu hiện tình của đất nước Việt Nam, có thể hiện tình văn hóa của Việt Nam như thế nào có được cái chuyện mà đang huyên đã đạt. Ngày nào có cái chuyện hạ số chỉ an thì ngày đó chưa thể có cái chuyện đang huyên đã đạt được đối với chúng tôi. Và đối với những người Việt Kiều mà tôi đã tiếp xúc đi về Việt Nam, nó đừng tiếp xúc ở hải ngoại, họ đều đồng quan điểm với chúng tôi là chưa thể có đa nguyên đa đảng ở Việt Nam được. Nếu mà muốn có đa nguyên đa đảng ở Việt Nam theo những người trong cộng đồng đó, đất nước Việt Nam sẽ tan nát Syria như Libya như Iraq, không bao giờ được có đa nguyên đa đảng được, phải chấp nhận độc đảng mà thôi. Tôi nghĩ rằng là chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm ngưng và xin kính chào quý khán giả, mong rằng sẽ được tiếp xúc trở lại trong một chương trình mới với những đề tài mới. Xin chào quý khán giả. Thêm một ngày biến lặng mà lòng người rất đau.